Xin chào. Tuyệt vời. Ngon quá, ngon quá. Slava, hôm nay mình có nhiều việc lắm đó. Tuyệt vời. Dạ, cảnh sát trưởng. Oh yeah. Tuyệt vời. Wow, xe buýt đẹp quá à. Có ý này. Wow, dễ thương quá đi. Ngon tuyệt. Đúng. Ôi không, xe của mình. Alo, cảnh sát phải không? Vâng, tới ngay. Có nhiệm vụ. Đừng khóc, chúng con sẽ giúp chú. Mình có ý này. Cần thứ gì đó có độ dính. Mật ong. Kẻ trộm thôi. Không ai tìm thấy nó nữa. Là kẻ trộm. Cô đã bị bắt rồi.
Xe của mình. Cảm ơn rất nhiều. Dạ không có gì. Cái này cho con. Wow, con cảm ơn. Tạm biệt. Ở đây 24 tiếng đó. Tới giờ nghỉ ngơi rồi. Xin chào, mình cần giúp đỡ. Hả? Hả? Oops. Tuyết Phi. Slava, cái này cho con. Tuyết. Wow, con cảm ơn. Đúng rồi. Này, cô đi đâu vậy? Đứng lại. Nón. Giờ không ai nhận ra mình. Ngon ngon. Chuối, chuối, chuối. Chuối, chuối. Giúp ơi, giúp ơi. Cảm ơn, con đã cứu cô. Dù sao đi nữa cô bị bắt, cô đã ăn trộm. Có lẽ không ai làm việc đó trong tù. Cô sẽ dọn dẹp hết. Được thôi, vậy cô là trợ lý cho con. Yeah. Đúng. Tuyết Phi. Không có khách gì hết.
vào. Cho chị một thanh sô-cô-la nha. Kem đánh răng của em, đánh răng đi Slava. Em không muốn đâu. Slava, đợi đã. Hả? Không đời nào. Cùng chơi đi. Mình nói rồi không đời nào. Oops. Đánh răng đi. Gì vậy? Slava, đánh răng đi. Em không đánh răng đâu. Để em yên đi. Chị nói lại lần cuối. Đánh răng đi. Em không muốn. Không. Được rồi. Cuối cùng cũng đi. Tuyệt vời.
Không đời nào. Đừng lo, mình sẽ giúp cậu. Cố lên. Không được. Về nhà thôi. Tới lúc phải đánh răng rồi. Ha ha ha!
đánh răng nha.